My name is Chao, and I'm an academic coordinator at Sonus. I would like to quickly explain to you in Vietnamese how to say the I and the E sounds accurately so that we're on the same page. Are you ready? Here we go. Âm Y trong tiếng Anh được phát âm giống như chữ cái Y trong tiếng Việt. Ví dụ như trong từ xin, xin, xin chào. Để tạo được âm Y gồm 3 bước. 1. Cắn hai răng hàm trên và dưới lại với nhau. 2. Làm một khuôn mặt gượng cười. 3. Đẩy hơi ra vừa phải. Y. Âm Y là một âm ngắn giống như cái búng tay vậy. Y. Y. Nhớ rằng không được thả hàm xuống vì như vậy bạn sẽ vô tình tạo ra âm ơ. Giữ nguyên vị trí hai hàm răng trên và dưới cắn lại vào nhau thì bạn sẽ tạo được âm đúng. Y. Bây giờ bạn hãy luyện tập với các từ có âm Y sau đây. Live. Rich. Eat. Quick. Chip. Itch. Village. Message. Lưu ý, những từ kết thúc bằng chữ cái Y dài như trong happy, busy, company, vân vân nên được phát âm dài hơn âm Y một chút nhưng không được dài hơn âm Y. Vì người Việt Nam có thói quen tạo âm Y quá dài nên để mọi thứ dễ dàng hơn trong hệ thống phát âm của Sonus với mục đích giúp người Việt Nam sửa thói quen này khi nói tiếng Anh. Ở phần phát âm của chữ cái Y ở mỗi cuối từ được liệt kê vào âm Y ngắn. Bây giờ bạn có thể dừng video này và luyện tập với các từ có âm Y. Nhớ luyện tập trước gương để thấy vị trí môi của mình nhé. Dừng video tại đây.